Đeo. Ê, ông ơi. Tí nữa hỏng lúa người ta rồi không? Đấy. Ông để cái viên này lên trên đi ông. Để nó gần ở kia quá thì kia nó tạt cái tả ly rồi. Bây giờ phải xem mà. Ngược lên không? Xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị tiếp tục quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Và một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục là có mặt ở nhà hai ông cháu của bác ạ. Ở video trước thì các bác theo dõi được rằng là hai ông cháu đã tiếp tục được hai chị Nguyệt Thúy là dành tặng cho thêm là một cái tách nữa. Và tách hiện tại là đang sau của cháu Lực. Hôm nay đi xuống thì cháu Lực cũng có mua thêm là một số đồ để mà lắp cái ống đúng không các bác. Những cái đồ ống keo như này thì khi mà người ta mua tách thì người ta không có tài trợ là những cái đồ mà mấy cái linh kiện đồ ống này đi theo hả các bác ạ. Mình chỉ có mua là nguyên cái tách thôi. Những cái đồ này thì mình phải đi ra ngoài là mua riêng. Bây giờ thì đang để ông là nhổ thêm một chút cái cây lúa mà hôm nọ cái phần đất mà ông xin được đấy các bác. Xin được để mà đặt ra cái tách đấy, đặt ở trên cao hơn thì nó sẽ cái lực nước nó sẽ đẩy là nó mạnh hơn. Và tách này thì cũng như cái tách mà hôm trước cháu Lực mua lên là 1.200 các bác ạ. Và tách này thì là ở video trước ấy, cháu Lực nói rằng là mua là 3.900.000 đấy các bác, là 3.900.000 là 50.000. Đấy, cộng thêm là cái cước nữa, cộng thêm là cái cước là thêm là 700.000 nữa. Đợt này cước xe đợt này thì người ta lấy đắt hơn các bác ạ. Đường xá nó đi lại khó khăn quá, thành ra là cũng không có biết cách nào nữa. Bây giờ thì xin mời các bác là cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi xuống nhà ông để một tí lắp cái tách này cho ông các bác nhé. Ông hiện tại là đang ở phía đằng sau, bây giờ cháu Lực sẽ phải vòng đường này ra thì mới gặp được ông. Sau một cái thời gian thì được các bác yêu quý thì hiện tại là nhà của ông thì cũng đâu đó là gần hoàn thiện rồi các bác. Cái phần đất ở đằng sau nhà này thì là không phải là đất của nhà ông các bác ạ. Này là người ta cũng tháo hết là nước đi rồi ông nhỉ? Cái bông lúa thì cũng chuẩn bị là ngả vàng rồi các bác. Có vẻ như là nhìn là lúa của nhà chú cái này thì có vẻ là nhìn trông là đẹp hơn ông nhỉ? Đây ông. Vâng, đây ông ạ. Đây, công việc hôm nay của hai ông cháu mình đi vào lắp cái tách để cho nó hoàn thiện đã ông nhỉ? Vâng. Lắp cái tách rồi thì mà cái này lấy cái gì điểm nhỉ? Dạ. Cái này á, một tí nữa hai ông cháu mình đi kiếm đá về được không? Đi kiếm đá về để làm cái chân thôi, còn nếu mà để sau này láng thì là mình làm láng sau ông ạ. Tại bây giờ thì đang cần thiết là để cho đặt cái tách để cho con nước rồi thì kéo nước là đi xuống nhà để xem là cái đường nước của mấy anh em thợ khi mà lắp ấy các bác thì là có bị rò rỉ đâu không. Bị rò rỉ thì để cho anh Phòng là anh ấy lắp luôn. Hiện tại thì anh ấy đang ở dưới nhà là hoàn thiện thêm là một số cái chi tiết nữa. Lúa này là lúa nếp à ông? Nay thì ông đổi được bao nhiêu ấy ông? Rồi. Ông đổi được bao nhiêu ấy, đổi được nhiều không? Đoạn bé đây thôi. Đoạn bé. Là vừa một cái tách thôi đúng không? Vâng. Không, cứ nhổ lên đến tận đây này ông. Nhổ tầm đây này, đấy. Ông có làm đến tận đây này. Làm đến tận đây là xong, bây giờ là ông phải là dùng cuốc để mà ngăn nước đúng không? Đấy, để cho nước không chảy vào đây chứ. Ông cháu mình cứ làm nhổ lên đến tận đây này.
Đây thì lốn nếp ở ông này ấy. Nếp. Hôm qua là khanh cái tách kia là cái chân cái ông, cái chân nó bị đập vào cái chân này, thành ra là hôm nay là thấy là đau đầu rồi đấy. Để cho nó thẳng thẳng lên nó cũng không, nó mới không chích. Vừa rồi quên là cầm cuốc đi nhỉ? Ông nhỉ? Sao ơi? Phong à? Anh ở dưới đây hộ em ném cái cuốc lên cái được không? Nhờ anh Phong một chút. Hộ em ném cái cuốc lên dưới kia lên một tí được không? Này thì mình làm như kiểu một cái bờ luôn cho người ta luôn ông nhỉ? Hộ em ném cái cuốc lên một tí. Cảm ơn anh nhá. Đây không, ông làm đi. Thôi lên để anh đi ra. Giữ ông nha. Ôi. Chỗ về cái dây điện kia. Chỗ này là tí mình san phẳng luôn. À, không phải san phẳng lắm không? Cho nước con chảy đi xuống dưới luôn nhỉ? Nó thất xuống dưới. À. Thì ao ấy. Không có máy nước thành ao đấy. Này là đổi một góc nhỏ đâu các bác, đâu đó chắc được tầm 2-3 cân thóc gì đấy. Cái này là con chuyển bị được gạt rồi không nhỉ? Chắc là đâu đó tầm độ là 2 tuần nữa là được gạt rồi. Nhà ông cũng thế nhỉ? Ui dồi. Nhỏ và nó được cả máng luôn này. Đây đúng là để đây là một vừa một cái tách luôn ông nhỉ? Cái chỗ này là một tí nữa ông phải san ra đây không ạ? Sợi thoại rơi không? Rơi tí, cắn không cũng đập nó. Này cái kia là có 4 chân. Cho nên là tí ông cháu với ông là phải đi tìm mà là bố lấy cột đá. Cho để dép của ông đi xuống dưới nhá. Ôi rồi. Đấy xa quá. Ôi cẩn thận cái ống nhựa này ông nhá. Ống nhựa này thì mình phải cắt ở đây rồi. Đoạn núi ở đây được không? Dạ. À. Đoạn núi ở đây không? Đây bây giờ hai cháu mới phải đi tìm đá cục to đấy ông ạ. Ui chỗ này lắm kiến quá ông ơi. Cái con này là mạnh là hay, rất là hay nghịch này. Cái con này là cái con mà nếu mà người nông dân đấy các bác cực kỳ là ghét các bác ạ, tại vì là nó hay những cái thửa ruộng này này nó hay đào hang ấy. Nó hay đào hang thì ra là nước nó bị thủng. Nó đào rất khỏe nha, có thể là nó đào từ thửa trên là nó xuyên hẳn thửa dưới được ấy.
Này mình phải đặt tận trong góc một tí ông ạ. Thì cái nước của nó ni mà nó nặng lên ấy. Nó nặng lên thì nó sẽ không đè, chứ không là nó nặng thì sau này là nó đè đè ra chỗ này là hỏng. Sau này là những cái chỗ này là ông sẽ phải làm thỏi thỏi ra hết này. Cháu với ông bây giờ đi tìm đá ra. Còn điện thoại của ông thì phải nói là hai cái quả đèn pin này của bác này phải to, phải nói là to như kiểu mắt trâu ấy. Điện thoại của ông thì để đây cho ông đấy. Ông bảo là cầm đi theo thì một tí nó sợ rơi. Cái tay thì hiện tại là vẫn còn đặt ở phía bên kia của bác. Bây giờ thì làm cái chỗ nó xong ấy là đi hai ông cháu sẽ phải đi mót đá. Mót đá về để làm cái chân. Xong rồi thì mới đi vào và lắp này kia nữa. Cháu thấy ở kia có vây mấy hòn kia không? Biết lên không? Cứ đỏ xem. Ở bên đây có như là không biết là bao tải là hòn nữa không ạ? Đá thì ở đây là có nhiều. Ôi này bao tải được ông ơi. Phải đá nhưng mà nó nhỏ quá. Phải đá to cơ. Đây. Con cháu mình chắc đi xuống nhà thôi ông nhỉ? Nhà rồi. Xuống nhà cái để mà mót thôi. Đấy, đá xong rồi một tí nữa cùng ông là đi vào lắp sau đấy. Ông để cuốc trên đây đâu? Đá đây không được đâu, đá đây. Đá nào mà nó phải cứng cứng cơ. Xi măng này để mà không biết đâu. Đấy được không? Xi măng này. Vâng. Ôi giời, trời sắp mưa rồi, sắp bị cảm rồi. Có vẻ trời như này là có sớm hay muộn thì cũng mưa đấy. Đi được không nhỉ? Đây, chỗ đây ông là được một viên rồi nhỉ? Đá thì để dưới kia nhưng mà đá này thì nó toàn là cái đá mà nó rất là dễ vỡ các bác. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ phải dừng cái hình lá của bác, mót đá là lên trên đây hết đã một tí nữa. Sau khi mà mót được đá hết từ kia, cháu Lực sẽ tiếp tục là cái hình sau. Ông đi tận xa lấy về ấy nhờ. Vâng. Hiện tại thì cháu Lực cùng đá cùng ông là lấy là đá về rồi các bác. Hôm nay thì hiện tại xi thì cũng đang hết ấy, cho nên là hai ông cháu này sẽ dùng đá để mà làm chân nó trước đã. Tách thì trong lúc mà ông đang bên kia lấy đá thì cháu Lực ở bên này thì cũng đá vận chuyển tách là lên trên này hết rồi. Bây giờ thì hai ông cháu sẽ phải là bố trí xem là cái chỗ đặt tách như thế nào đâu các bác. Nhìn đá thế thôi nhưng mà rất là nặng đá này. Hai ông cháu mình làm cái chỗ chân nó trước đấy ông nhỉ? Xong thì mới tính là làm mà đến nhá. Xong rồi đặt cái tách sau.
Ôi giời ơi. Cho nhặt cái mảnh này lên để xem chỗ nào nó không bằng ấy. Bây giờ hai ông cháu mình nhấc cái chân vào không? Đấy. Ông để cái viên này lên trên đi ông. Để nó gần ở kia quá thì kia nó tạt cái tả ly rồi. Để hẳn lên trên này không? Đấy. Để hẳn để ở giữa này không? Được không? Đây, ông bỏ cái hòn này ra, ông lấy cái hòn to kia ra đây. Cái hòn to hơn. Từ hòn này chưa được mấy không? Hòn này phải chỉnh lại. Hòn này cao hơn, từ ông cứ nhấc nhấc cháu đập cho vài phát cho nó xuống. Đất này nó lặng. Là cái đất mềm thôi mà cho nên là. Đấy, xem nào. Rồi không cao đâu, ông chỉnh cháu cho cái viên này vào này. Đấy. Ôi cháu này có khiến đốt đâu quá. Để cái viên kia vào đây nữa ông. Viên này còn thấp quá. Ông dùng cái kia kìa không? Dùng cái kia để mà ông chèn vào. Chỗ nào nó không đến đấy. Dạ, cái chất này chắc không? Ông hỏi cái này chắc không này. Kệ nó, cái đấy không phải để nữa. Cái đấy mấy nữa nó, chỗ này nó. Ông để hết, để hai tấm vào ra với nhau đâu. Cái này ông có để ra tận bên này cũng được này. Đấy. Đấy. Anh kéo, ông kéo một tấm một chấn ra kia. Giờ thì hai ông cháu mình nhớ cái tách vào nhá. Ông ở bên này đỡ nhá ông nhá, để cháu đi lấy cái tách về. Tí để hỏng lúa người ta rồi không? Vừa cháu một mình nhấc được lên mà. Được không? Rồi, ông đầu bên kia đi. Đấy. Bây giờ phải xem mà. Ngược lên không? Nhưng mà từ từ ông này, để hai ông cháu mình để làm cái này đã. Hai ông cháu mình cho nó cao lên để vặn cái này đã. Ông lật lại cho cháu đã, để cháu vặn cái này cho chắc đâu. Xoay đâu cũng được. Đấy, đặt xuống như này. Đó. Ông lấy cái chốt này đút vào túi đi. Kia là bây giờ làm sao mà phải. Làm sao hai ông cháu mình vặn được cái này chặt này ông này? Không cần đệm đâu ông. Bây giờ cháu thò tay được vào trong thì ông ở đấy vặn nhá.
Mấy ông ở đấy bạn ạ. Từ từ ông ơi. Người cháu không vào được một tí nào rồi. Từ từ ông ạ. Cháu ở bên trong này giữ là ông vặn được mà. À, được chưa? Ôi, ông để nó rơi rồi. Ông này vặn ngược lại rồi. Giờ mới đốt được khó này ông ạ. Từ từ ông nó bị rơi đây rồi. Này tầm trẻ con thì vào được. Vừa rồi ông phải vặn nó ngược lại thì nó mới vào được. Vừa rồi ông vặn nó ra. Đây để cháu bên này xem nào. Nhưng cái này không vào được. Ông ạ thử bỏ vào đây vào được không? Đây không? Đây ông này, này này. Ông này này. Đây không? Tay ông dài hơn không? Tay cho bỏ đây. Ông có bỏ được vào tận đây không? Không đến. Không đến á? Vừa rồi ông không vặn nó ra thì được rồi, ông vặn lại. Có đến đúng không? Không vào được. Không vào được á? Thế để cháu xem nào, ông ra bên này đi. Ông cầm bên này cho cháu đây. Rồi, ông ra bên kia đi. Cháu cũng thiếu một tí. Tay cảnh gì? Chui đầu thì vào được nhưng mà thân không vào được các bác ạ. Không vào được. Từ đâu ạ? Để cháu nghe tách ra bây giờ ấy. Còn sao con ế được lý bắn nhỉ? Tìm một cái cây đó. Tìm cây nhỏ nhỏ không ạ? Đây ông ở đấy giữ nha. Thả cái này vào này. Đấy, chú có cách nhìn thấy được đấy. Đấy, được chưa không? Thứ nhả, đấy ông. Thôi, vặn cho nó vào đi ông nhá. Không, một tí nó lại vặn ra đấy. Vặn được chưa ông? Vặn được chưa? Thôi, lại rơi rồi ông ơi. Đây ông ra bên này, ông để cháu đây, ông ơi. Đấy, ông cầm bên này cho cháu nhá. Cầm cây này nhá. Cầm nhá. Cái vòng kia đâu không? Toát xem ạ. À đây. Rồi ông rút cây ra đi, rút cây ra đi ông. Không phải tay, một tay kéo, một tay vặn vào thì nó mới không rơi. Ông về vặn thì còn vặn ngược lại đấy thì sao nó lại không vào trong được không? Đấy, được không? Bây giờ lại vặn ở phía bên này nữa. Đấy, giờ hai ông cháu mình nhìn lại. Ra đây lắp nào không ạ? Bây giờ thì mới đến bước là lắp ống nước này các bác này. Hiện tại thì vừa rồi thì hai ông cháu cũng đã bố trí là xong cái chỗ để mà lắp nước rồi. Lắp ở trên cao như này xuống thì cái lực nước nó sẽ đẩy nó sẽ khỏe hơn các bác. Đấy, cái đấy là tí phải dùng keo đấy ông ạ.
À? Đây á? Không. Bây giờ dùng cái này này ông. Dùng cái này vặn này thật với nhau nhá. Ông lấy cái lọ keo kia cho cháu. Ông cầm cái này cho cháu. Đây. Ông thấy cái nắp này không? Thấy ạ. Thấy. Keo này là rất là mùi đấy ông, keo này ấy. Ông cầm cái này cho cháu nào. Ông bảo là không thấy nắp đây đây, ông cầm đây này. Đấy. Hắc quá, ông lấy cái này cháu. Nào ông keo keo bô keo vào đây cháu. Bỏ keo vào đây. Ông đứng dậy đi ông, đứng dậy không tí à. Từ từ, đâu rồi ông. Lấy cái phiếu đi cháu, cái phiếu, đấy. Vậy là một tí nó chắc về là nó không thoát được nữa. Biết đây. Cầm cái này xong. Cái này thì mình sẽ để vặn vào đây không. Đấy. Ông lấy cho cái băng tan rồi. Cứ lắp cho nó xong đó. Rồi thì một tí nữa ông cháu mình vặn sau. Đấy, cầm lại cầm cho cháu nhé. Hay là hôm nay mà đi thuê công thợ là ít nhất là người ta phải giá cho ông cháu mình là 500.000 đấy. Cái vòi này thì lắp cho ông một cái này lúc nào mà ông rửa tách ấy, ông xả ấy. Vừa rồi thì cháu được có cắt là ở bên trên là xuống hết rồi các bác ạ. Đến dưới này thì chỉ có việc là cùng ông là lắp thôi. Cái đấy thì từ từ nhá. Băng tan nó. Cái này là dùng không hết thì ông để lại cho đến lúc nào mà ông sửa ống nước nhá. Sửa ống nước ông quấn lên này. Dính quá. Ông cầm cháu á. Ông cầm cháu nhá. Rồi, đấy. Này phải nói nhưng cái cầm cái này thì nó rất là mùi của bác ạ. Đấy, thuê thợ thì làm thì được thôi nhé. Tiền thì cũng là tiền của các bác hết cả, cũng không phải là tiền của cháu đâu. À, các bác thì cũng đi làm là mồ hôi công sức, kể cả những công việc này thì là cháu làm thì nó vẫn có lương cả ông ạ. Đấy, lương ở bên YouTube là người ta gửi cho cháu Lực đấy. Nên là thuê thợ thì một phần thì cũng là dùng tiền của các bác, cho nên là cháu Lực lựa chọn là không có thuê. Từ từ nhau nhé, bây giờ cháu đi vào đây là ông.
Được không ạ? Được rồi. Để cho nó muốn. Ôi. Tụt ra chưa? Sau một cái thời gian thì hai ông cháu hiện tại đã lắp xong cái phần để mà chứa cũng như là phần xả rồi. Phía bên này thì là lắp cái lúc nào mà ông muốn rửa tách thì ông ấy sẽ rửa bên này ông nhá. Đấy, lúc nào ông muốn rửa bên này thì xả này. Còn cái vòi này thì sẽ là lấy nước để mà đi xuống dưới. Giờ thì ông lấy lại gọn lại đồ á. Đấy, ông bỏ hết gọn lại vào đây xong mà. Bây giờ mới sẽ phải xoay ngược lại ông ạ bây giờ ấy. Vâng. Ông ấy chỉnh đi ông. Quay ngược lại ông ạ bây giờ ấy, từ từ nhá để. Vâng, bây giờ phải nhấc lên ông ạ. Vâng. Nhấc lên xong rồi xoay ngược lại. Từ ông ạ. Rồi, xoay đi ông. Xoay đi ông. Xoay đi ông. Bắn nó về. Bắn nó về, bắn mùa. Lim này ạ. Thế ổn lắm lòng này chứ mấy này. Ông ơi xoay xuống đi ông. Xoay được không ạ? Xoay khó nhỉ ông nhỉ? Cái thuyền bên này, cốt bình dưới bên này. Hả? À? Thế nào không? Không, cái đấy là để ngửa lên trên không? Tí mình ốp cái này xuống mà. Nào. Ấy. Ông vậy sao lại nhấc cả cái chân không? Rồi thì được rồi không? Chỉ nữa ông phải cuốc cái này ra để lấy cái ống nước rồi đi xuống dưới. Hôm nọ cái ống nước đen kia đâu hết rồi ông? Ống nước đó. Vâng, cái ống loại đen này này. Một tí để mà đấu vào đây đâu. Xả đi. Từ từ nhá ông, bây giờ hai ông. Từ từ hai ông cháu mình chỉnh đó. Đi ra kia một tí không? Đấy. Từ đó. Ồ, xem nó vào thôi. Đặt mấy cái này vào trong hết này không?
bây giờ ấy. Kéo xuống. Nó lại cao quá không nhỉ? Mấy đứa nặng, nặng là nó khắc đè xuống không ạ? Tí nữa có nước là nặng là nó đè xuống hết. Dạ. Vâng. Ông đi lấy ống nhựa đen đâu nhá. Cho nước vào là vừa rồi không bây giờ ấy? Có nước chưa? Ít thôi. Tôi cho vào đây không? Cho vào đây. Hay hay. Không vào được mà. Cho vào cái này. Thấy như này được không? Nhưng mà sợ nó cao quá nó cũng không xuống đâu nhỉ? Không, anh đợi, ông cho vào đấy định thế. Dạ. Giật lên không? Ôi da à. Chặt lắm. Vừa cho vào chặt đấy. Chặt đấy. Đây, này. Đội mắc phải xe rồi. Đây. Có nước rồi đúng không? Nó có vẻ về như hơi yếu hay sao không? Về yếu thì ít. Thế là tí nữa ông phải đi sửa lại cái kia. Cái nó sửa đóng rồi, tí nó bị. Ông phải đi xem lại cái nguồn nước không nhá. Sau một cái thời gian lắp ráp thì hiện tại là hai ông cháu thì đã hoàn thiện xong cái phần là cái tách rồi. Đấy, chỉ một tí nữa. Vâng đúng không? Đây. Ông cứ làm tạm đấy. Vừa rồi thì bảo ông là cuốc cái chỗ này là sâu xuống các bác ạ, để cho vào một tí nữa là lấy cái vòi nước là từ kia ra thì nó mới đi dễ dàng hơn. Nước thì hiện tại là đã được về được một tí sao ông nhà nước ấy, như là nước đã về nhiều chưa. Ông cuốc ở phần này sâu hơn này, ông lúc nào ông rửa thì nước nó mới chảy hết ra này. Nước thì ra một tí thôi bây giờ ấy. Ông đi lấy cái ống nhựa đen hôm nọ về ông. Dùng kia đi mà. Lấy nước đi bên kia đấy. Đấy là một tí nữa là còn đấu nước là từ trong này đi xuống luôn. Đấy bây giờ thì cứ để tạm này cho nó có nước đã, để cho nó có nước ra không ạ.
Đấy, thường thường thì nước này để mình để tách nó cao hơn thì nó sẽ không có mình sẽ không phải dùng máy bơm gì cả cô bác ạ, chứ không là sau này khi mà nước nó đi vào trong nhà thì nó rất là yếu. Từ trên này xuống thì cháu Lực không lựa chọn là lắp cái ống nhựa như ở phía dưới kia cô bác ạ, mà cháu Lực sẽ lựa chọn là lắp bằng cái ống nhựa đen. Đấy, cái ống nhựa đen thì nó dẻo hơn ấy, thì là mình gấp ấy, mình gập ấy thì nó sẽ dễ dàng hơn một chút. Hôm nay thì lại tiếp tục là lắp thêm một cái tách nước để cho ông sò cũng như là bé Mạnh rồi. Cái tách này thì sẽ để ông là sử dụng là khi mà ông làm bếp này cũng như là rửa rau ở trong nhà thì nó nhiều hơn. Còn ở phía bên ngoài thì ông vẫn có thêm một cái tách nữa để sau này nếu mà ông mà có mà muốn giặt rũ ở bên ngoài này cô bác này, hay là những cái đồ gì mà nhiều ấy, cái đấy thì để ống nhựa ở đây cho tí nữa, lúc nào mà anh phòng anh hoàn thiện thì sẽ để cho anh phòng anh lắp luôn không ạ? Vâng. Công việc hôm nay thì cháu Lực cũng đã cùng ông là hoàn thiện là lắp thêm một cái tách nước nó rồi ông ạ, cô bác ạ. Và cái video này thì cũng khá là dài rồi. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn tới hai chị là Nguyệt Thúy rất là nhiều. Cảm ơn hai chị trong thời gian qua đã đồng hành cùng cháu Lực để mà giúp đỡ được cho hai ông cháu một phải nói là thay đổi rất là lớn đối với lại là cuộc đời của hai ông cháu luôn. Ở đây thì cũng chỉ có gọi là ông chỉ có dám là mơ ước mơ thôi cô bác, không biết là cái điều mà ước mơ của mình thì không biết là bao giờ mới thực hiện được, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì chỉ có trong mơ đấy, ông chưa bao giờ dám nghĩ đến là thực tế cả. Đấy, cháu Lực cũng xin được là chia sẻ cái câu chuyện là tới đây thôi các bác ạ, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những cái sóng tiếp theo ở trên kênh Bản Em, và xin chào các bác anh chị, chào các em các chị nhá.